Xin chào các bạn. Hôm qua ngày 24 tháng 12 là một lễ Giáng sinh. Người người nhà nhà đều nô nức trang hoàng nhà cửa, dạo chơi phố phường để đón ngày lễ đặc biệt trong năm. Hòa chung với không khí tưng bừng, dàn sao V-Bix cũng có rất nhiều hoạt động khác nhau và nhanh chóng cập nhật tình hình đón Noel với các fan hay với gia đình thân yêu của họ. Và thường thì mọi người dành thời gian những ngày này cho gia đình và người yêu của mình đúng không? Đặc biệt là các cặp đôi đều dành thời gian quý giá cho người thân yêu, đặc biệt là người ấy. Và sau việc cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi hẹn hò với Châu Bùi được một thời gian và thậm chí là đã công khai tình cảm ở sự kiện, Binzy không khỏi khiến công chúng tò mò về động thái trong ngày hôm nay. Và nam rapper đã tiếp tục khiến cho netizen bấn loạn khi đăng tải hình ảnh ngày Giáng sinh, tạo dáng xanh điệu bên cây thông hoành tráng và một nhân vật đặc biệt. Và đáng tiếc là người này lại không phải là Châu Bùi. Cụ thể là trên trang Facebook cá nhân, Binzy đã khoe ảnh tình tứ bên Subin thay vì là Châu Bùi. Khoảnh khắc này đã ngay lập tức thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ. Trong đó thì nhiều ý kiến liên tục đùa vui rằng nam rapper quả không hổ danh là người đào hoa nhất nhiều V-Bix khi cứ dăm ba nửa bữa, anh lại bất ngờ công khai tình tứ bên một ai đó. Từ Subin Hoàng Sơn, Karik đến Sitting Tip đều có đủ. Ngẫm cũng thấy thì thương Châu Bùi, nhưng trên thực tế thì có gấu, nhưng đêm Giáng sinh lại ngậm ngùi nhìn bạn trai âu yếm với người khác. Chắc hẳn là Châu Bùi đang khổ tâm lắm đây. Kể từ sau khi cùng kết hợp trong dự án Blackjack, Binzy và Subin, hay còn được gọi là Double B, đã trở thành một trong những bộ đôi hot nhất nhì V-Bix. Thậm chí là cả hai còn liên tục công khai thể hiện tình cảm dành cho đối phương, khiến cho netizen không khỏi ghen tị. Và bên cạnh đó thì Hương Giang đã hẹn hò lãng mạn với Matt Liu trong đêm Giáng sinh đấy. Trấn Thành và Harry Won cũng hạnh phúc bên nhau trong dịp Giáng sinh đợt này. Dù không tụ tập như mọi người, nhưng Thủy Tiên vẫn đi làm chăm chỉ trong ngày lễ Giáng sinh. Hay vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang hạnh phúc đón Giáng sinh bên nhau. Gia đình Văn Hóa cũng tụ họp, Đông Nhi thì diện váy khoe vòng một trắng đầy. Kiều Lê, Hoàng Thị Linh lên đồ tống xuyệt tóc với nhau. Cô Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng cùng ông già Noel bất ngờ xuất hiện và tặng quà cho mọi người trên máy bay. Còn vợ chồng Suboy thì khoe ảnh gia đình lên đồ cực lầy lội nhưng lại vô cùng đáng yêu. Linh Ly thì lên đồ nổi bần bật cho hợp không khí Giáng sinh. Vợ chồng của Big Daddy và Emily cũng lên đồ thông xuyệt tông nguyên cây đỏ, nắm tay nhau cực kỳ tình tứ. Còn Minh Hằng thì khoe ảnh hóa thân thành công bên cổng chủ tiết sexy, khoe vào một bốc lửa bên cháu gái trong căn biệt thự triệu đô. Riêng Jibu thì cũng lên đồ khoe body cực bốc lửa bên hội bạn thân. Cô nàng còn tung hẳn clip nhảy cực sôi động trên nền nhạc Christmas in my heart. Khởi My, Kevin Khánh quay quần bên gia đình. Vợ chồng Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt tung bộ ảnh gia đình trong nhân dịp ngày Giáng sinh. Gia đình ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng nhau mặc đồ đỏ, hoa vào không khí Giáng sinh. Ngọc Hân diện áo dài đỏ, rạng rỡ bên gia đình. Gia đình Đăng Khôi, Thủy Anh quay quần bên gia đình nội ngoại, ai cũng nổi bật và rạng rỡ trong ngày lễ đặc biệt này. Bảo Thi hé lộ xương xưa cây thông siêu to cùng góc phòng sang chảnh tại lâu đài của chính mình. Còn Quốc Trường thì than ế vì lịch dày đặc nhưng không có bạn gái đi chơi đêm Noel. Vũ Khắc Tiệp thì than 37 năm Giáng sinh vẫn thế, vẫn đứng một mình. Còn mẹ bầu Bảo Thanh thì rạng rỡ bên chồng, còn đính kèm lời nhắn cực ngọt, mãi bên nhau bạn nhé. Vợ chồng cầu thủ Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh dẫn con gái đi chơi Noel. Thanh Hằng thì tung ảnh mới khoe nhan sắc xinh đẹp, nhìn không ai nghĩ là chị đã vượt qua ngưỡng tuổi 30 rồi đấy. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng hòa chung không khí Giáng sinh với bộ hình mới đầy duyên dáng của mình. Ca sĩ Phi Nhung cũng dẫn các con đi dạo phố. Gia Bảo thì hạnh phúc khi được đón Noel cùng con gái. Hà Việt Dũng hạnh phúc khoe ảnh dẫn vợ và con gái đi chơi. Và ca sĩ Hồ Việt Trung dành thời gian cho con gái cưng trong ngày Giáng sinh. Có thể nói thì đây là những hình ảnh Giáng sinh của các celeb sau Việt của chúng ta. Còn các bạn, đêm Giáng sinh ngày hôm qua đã diễn ra như thế nào? Hãy chia sẻ cho gia đình Việt biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy nhớ là like, share và subscribe cho gia đình Việt để cập nhật những video mới nhất nhé.